Không muốn chết oan vì bệnh thận thì các bác đừng ăn những thứ này. Vâng, xin kính chào quý cô bác anh chị. Rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức Khỏe Đời Sống HDT3. Và trong chương trình video bài thuốc ngày hôm nay, tôi xin được chia sẻ đến với lại quý cô bác anh chị những cái phương pháp tổng hợp, những phương pháp giúp cho quý cô bác anh chị chữa trị căn bệnh thận. Và đặc biệt là tôi sẽ chia sẻ đến với lại quý cô bác anh chị những cái loại thực phẩm, những cái loại rau củ quả gì chúng ta không nên ăn nếu như những người bị mắc phải căn bệnh thận. Và thưa với lại quý cô bác anh chị, đây cũng là những cái phương pháp giúp cho những người thận hư, thận yếu có thể tăng cường sức khỏe của thận, và đặc biệt là các bác mày râu làm tăng chuyện ấy các bác nhé. Vâng, và thưa với lại quý cô bác anh chị, thì để biết hơn cũng như là hiểu rõ về vấn đề này như thế nào thì ngay bây giờ mời quý cô bác anh chị chúng ta hãy dành ra vài phút để theo dõi video này. Và thưa với lại quý cô bác anh chị, thì trước tiên để đi vào cái vấn đề là chúng ta nên không nên ăn gì, thì tôi xin được chia sẻ đến với lại quý cô bác anh chị những cái loại thực phẩm mà những cái người bị bệnh thận thì chúng ta nên sử dụng. Và những cái loại rau củ quả khi mà chúng ta sử dụng nó thì sẽ tốt cho những người bị bệnh thận. Thì trước tiên tôi xin được nhắc đến những cái loại đồ ăn uống hàng ngày của chúng ta, đó là rau củ các bác ạ. Rau củ là chiếm một trong những cái phần rất là quan trọng với cuộc sống của chúng ta. Và thưa với lại các bác, tuy nhiên có những cái loại rau là những cái người bị bệnh thận là chúng ta không được ăn, tuyệt đối không được ăn. Vậy thì ngay bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến các bác những cái loại rau mà chúng ta nên ăn. Thứ nhất đó là rau súp lơ. Rau súp lơ rất là tốt đối với lại những người bệnh thận này. Thứ hai là rau bắp cải. Và thứ ba đó là lòng trắng trứng gà các bác nhá. Và thứ tư đó là ớt chuông. Rồi là quả thì đó là quả nho, nho đỏ các bác nhá. Và quả dứa. Đó, các bác ạ, quả dứa, quả nho đỏ rất là tốt đối với những người bị bệnh thận này. Và đặc biệt là tỏi các bác ạ. Củ tỏi là một trong những cái loại thực phẩm mà không thể thiếu đối với người bệnh thận. Và thậm chí là những cái người khỏe mạnh bình thường ấy, thì chúng ta cũng nên thường xuyên ăn tỏi rất tốt. Và tôi xin được mách các bác một trong những cái cách mà dùng tỏi để chữa trị căn bệnh thận này. Và không những thế, nó còn chữa trị rất nhiều những loại bệnh. Đó là tỏi ngâm rượu các bác ạ. Tỏi ngâm rượu là một trong những loại tỏi rất là tốt. Không những vậy thì tỏi ngâm mật ong cũng rất là tốt các bác nhé. Thế thì tôi xin được chia sẻ đến các bác này, cái loại tỏi mà ngâm rượu hay ngâm bất cứ loại gì, ngâm mật ong hay ngâm rượu nhé, thì các bác nên làm như thế này này, thì nó mới đem lại hiệu quả. Thứ nhất đó là chúng ta nên giã tỏi ra các bác nhá. Tỏi là ta phải lựa chọn tỏi già bóc vỏ và sau đó thì giã ra xong thì là các bác cho ra một cái khay, cái đĩa xanh ra, để trong vòng khoảng 15 phút. Thì lưu ý là cái cách này ấy, thì phải xanh, phải tỏi ra, phải giã và phải xanh ra như vậy thì nó mới đem lại hiệu quả. Vì khi mà tỏi được giã và khoanh xanh ra ngoài không khí ấy, thì theo như người ta nghiên cứu là lúc này nó mới sinh ra những cái chất có lợi đối với sức khỏe con người. Đó, những cái chất đó nó được tăng cường lên gấp mấy lần liền cơ các bác ạ. Lên gấp nhiều lần liền. Còn nếu như chúng ta chỉ ngâm tỏi cả củ ấy, thì nó không đem lại nhiều tác dụng đâu các bác ạ. Bởi vậy mà các bác nhớ là hãy giã tỏi ra nhá. Ngâm rượu hay là ngâm mật ong thì chúng ta phải giã tỏi ra và sau đó xanh ra các bác nhá. Sau đó thì mới cho vào rượu và ngâm. Thì các bác lưu ý là những người bị bệnh thận á, thì việc uống rượu tỏi là các bác phải lưu ý là mỗi một lần uống một ngày ta chỉ uống đến 5-10ml thôi các bác nhá. 5-10ml thôi, không được uống nhiều. Lưu ý là các bác nên lưu ý là rõ là như vậy, không được uống nhiều các bác nhá. Và thưa với các bác thì tôi cũng xin được chia sẻ đến các bác những cái người ở nông thôn này, là một trong những cái loại cây đó là dây bòng bong. Dây bòng bong hay còn gọi trong đông y gọi là hải kim sa, thì đây là cái loại dây mà rất là tốt đối với những người bị bệnh thận này và bị những cái vấn đề như là sỏi thận. Các bác nhá, sỏi thận, sỏi bàng quang thì cũng rất là tốt cái loại dây bòng bong này, hay còn gọi là hải kim sa này. Thì tôi cũng đã từng có những cái bài chia sẻ về cái loại cây dây này rồi. Nhưng tuy nhiên thì tôi xin được nhắc lại cho các bác, để các bác biết rằng là cái loại dây này là một trong những cái loại dây mà những người dân tộc miền núi họ hay thường sử dụng để chữa trị căn bệnh thận. Nên là các bác có thể lấy nó về và sau đó thì ta đun nước uống rất là đơn giản các bác nhé. Và nếu như các bác ở thành phố thì ta có thể là ra những cái tiệm thuốc đông y hỏi mua hải kim sa. Và thưa với lại các bác nhá, thì nếu như các bác ở miền núi thì ta chỉ việc lên rừng lấy thôi. Vì cái cây này nó rất là sẵn đúng không ạ? Cây này rất là sẵn và không ở đâu là không có, tôi thấy là ở đâu cũng có. Nếu như các bác ở vùng miền xuôi thì các bác có thể là ra bờ dậu, bờ ao hoặc là bờ sông đấy. Thì tôi thấy là thường thường ở bờ sông là hay có cây này rất là nhiều. Và các bác ạ,
theo như nhiều người thì nó có hai loại, nhưng mà tôi đã tìm hiểu và chia sẻ rất là kỹ đến các bác trong những cái video đó là nó chỉ có một loại thôi. Khi mà cái cây mà nó mới mọc lên ấy, thì cái lá của nó chưa xoăn, chưa có cái kim sa ở ngoài đầu lá, nhưng mà cái cây mà nó mọc lâu rồi ấy, thì bắt đầu nó có những cái kim sa ở ngoài đầu lá ấy. Đó, thế thì chúng ta nên lấy những cái loại cây dây mà nó mọc lâu rồi thì nó có những cái kim sa thì tôi nghĩ là nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên là cũng không nhất thiết là phải có cái dây mà nó phải có kim sa đâu, các bác cứ lấy dây bằng bông để bác đun nó, bác uống là đã là ok rồi, đun khô đun tươi đều được các bác nhá. Đó, vậy thì tiếp theo tôi sẽ chia sẻ đến các bác cái cách mà để giúp cho những bác nào bị cái vấn đề bị viêm cầu thận hay là viêm thận này, hoặc là những người bị bệnh thận hoặc là bị viêm bất cứ chỗ nào thì ta dùng mấy cái huyệt này sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tự chữa lành được những cái vấn đề bị viêm trong cơ thể các bác ạ. Thứ nhất đó là huyệt ấn đường. Các bác nhớ này, cái huyệt ấn đường là huyệt ở giữa trán này, ta day. Các bác dí vào đây và day 7 cái hoặc là 14, 21 cái tùy các bác nhá. Dí đây này. Sau đó là các bác dí hai cái huyệt nằm ở cạnh cánh mũi ra gò má này này. Đó, các bác dí vào đây. Khi mà các bác dí đúng huyệt ấy, thì nó sẽ cảm thấy tức tức và hơi đau đau đấy, thì ta dí vào đấy ta day các bác nhá. Day cũng khoảng 7 đến 14 lần. Đó. Sau nữa là các bác dí vào cái huyệt hai cái huyệt sát với lại cánh mũi các bác nhá. Dí vào và day. Đó. Các cái những động tác này các bác phải làm thường xuyên hàng ngày. Đó, sau đó thì là huyệt ở dưới cằm này này các bác này. Huyệt dưới cằm. Đó. Đó các bác nhá. Sau nữa là chúng ta sẽ bấm vào cái huyệt cuối cùng, là ta bấm vào cái huyệt này này, huyệt nhân trung này, huyệt sát với lại cái cánh mũi của chúng ta, giờ xuống phần môi này, các bác bấm vào đấy. Đó, thì thưa với các bác là những cái phương pháp này sẽ giúp cho những bác nào bị cái triệu chứng là viêm trong người hoặc là những cái vấn đề như là thận ấy, thì hầu hết mọi người cũng thường bị là do chúng ta bị viêm thận ấy, thì nó mới sinh ra dần rất nhiều thứ khác. Thế thì các bác sử dụng những cái huyệt này thì sẽ giúp cho các bác là chữa lành được này. Và cái cách để luyện tập những cái huyệt này để sáng ra các bác làm này, buổi trưa trước khi đi ngủ các bác làm, buổi tối trước khi đi ngủ các bác làm này, các bác dí như vậy thì sẽ giúp cho là cái cơ thể chúng ta nó khác tự sinh ra những kháng thể để chữa lành những cái vết viêm loét các bác nhá. Đây là một trong những cái rất là hay đấy ạ. Các bác nên áp dụng, các bác cứ áp dụng đi. Các bác phải áp dụng khoảng vào hàng tháng trời các bác, chứ không đừng nghĩ là chỉ ta áp dụng 1-2 hôm mà nó khỏi đâu. Nhưng mà tuy nhiên là có những cái cách bấm huyệt này á, nó chữa được lành có khi là rất là nhanh nữa, cũng có từng người á, chữa rất nhanh luôn. Nhưng mà các bác cứ yên tâm là chúng ta phải làm nó hàng tháng các bác nhá. Chứ đừng nghĩ là chỉ 1-2 hôm mà ta nó có đem lại hiệu quả. Tôi khẳng định là sẽ có những người chỉ vài hôm thôi là có hiệu quả rồi. Tuy nhiên là các bác cũng đừng có quá kỳ vọng vào cái điều đó, mà chúng ta nên duy trì nó để với một cái tâm niệm đó là nó giúp được phần nào thì hay phần đấy các bác ạ. Vâng, và thưa với lại các bác thì ngay bây giờ tôi sẽ chia sẻ đến các bác những cái loại thực phẩm mà tuyệt đối những cái người bị bệnh thận là chúng ta không nên được ăn. Thứ nhất đó là dưa chua. Dưa mà có loại dưa rau dưa ấy, ta muối chua ấy, những cái loại mà nó gọi là dưa muối chua là các bác không được ăn. Thứ hai đó là các bác không nên ăn chanh, quất, quýt, những cái loại mà nó có chất chua, vitamin C nhiều là chúng ta không ăn các bác nhá. Thứ ba đó là các bác không nên sử dụng những cái loại nước ngọt có ga hay là bất cứ loại nước ngọt có màu nào. Và những cái loại đồ ăn chế biến sẵn, những cái loại đồ ăn vặt là các bác không nên ăn. Và thứ tư đó là các bác không nên ăn nho khô các bác nhé. Đó, nho khô nên là Tết gần đến rồi. Vậy vậy mà các bác nào bị thận ấy, thì chúng ta cũng lưu ý là chúng ta không nên ăn cái loại nho khô. Và khoai tây này, rồi là chuối, sữa, đó là những cái đồ mà chúng ta không nên ăn nhiều. Nên các bác lưu ý là như vậy. Và thưa với lại các bác thì trên đây tôi vừa chia sẻ đến các bác những cái phương pháp giúp cho những cái người bị bệnh thận ta có thể rất là nhanh chóng để làm chữa lành chúng ta. Và các bác nên áp dụng tất cả những cái cách mà tôi chia sẻ trong bài này kết hợp lại để chúng ta có thể đem lại những cái hiệu quả tốt nhất đối với cái bệnh thận của mình, và cũng như là chữa cái bệnh thận của mình nó đem lại cái hiệu quả triệt để các bác nhé. Và qua video tôi cũng xin được gửi lời chúc đến các bác có được những sức khỏe thật là tuyệt vời. Và nếu các bác cảm thấy video có hữu ích, kênh có ý nghĩa, đừng quên là dí một nút đăng ký và nút chuông thông báo, vì tôi sẽ còn quay trở lại với các bác với rất nhiều những video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì tôi xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ.